Thưa quý vị, Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 Routes Asia 2022 vào tháng 6 là sự kiện mang tầm khu vực, mở ra nhiều cơ hội lớn đối với ngành hàng không nói chung và ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng, góp phần khôi phục và phát triển đường bay quốc tế, thu hút đầu tư và du lịch đến Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng đã và đang phối hợp với đơn vị có liên quan khẩn trương xúc tiến, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để có thể tổ chức thành công sự kiện quan trọng này. Để khôi phục lại đường bay quốc tế sau 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, Đà Nẵng đã tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan chức năng, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và các hãng hàng không để chuẩn bị mở lại các đường bay quốc tế đến thành phố Đà Nẵng. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, Đà Nẵng đã tổ chức đón thành công hai chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên từ Singapore và Thái Lan trở lại thành phố. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự chào mừng thế giới trở lại với Đà Nẵng. Bên cạnh đó, để cụ thể hóa chiến lược xúc tiến các hãng hàng không quốc tế mở đường bay tới Đà Nẵng, thành phố đã và đang phối hợp chặt chẽ với công ty Informay Rotis và IPP Group đăng cai tổ chức Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á vào tháng 6 năm 2022, với sự tham gia của nhiều hãng hàng không, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hàng không trong khu vực và trên thế giới. Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, theo đó, vào ngày 2 tháng 4 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, trưởng ban tổ chức Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022, đã có buổi làm việc chính thức với đoàn khảo sát Informay Rotis. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc Đà Nẵng đăng cai Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á Rotis Asia 2022 lần đầu tiên là cơ hội để thành phố khôi phục và phát triển các đường bay quốc tế, đồng thời không chỉ thu hút đầu tư hàng không, du lịch, mà còn các lĩnh vực thương mại, logistics, công nghệ cao mà Đà Nẵng đang hướng đến. Qua đó cam kết sẽ đồng hành cùng công ty Informay Rotis, quan tâm chỉ đạo kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công sự kiện. Để quảng bá sự kiện, Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp báo với sự tham gia của hơn 50 báo đài trung ương và địa phương. Còn công ty Informay Rotis, công ty IPP Travel Retail cũng thường xuyên tuyên truyền sự kiện trên các kênh mạng xã hội uy tín. Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 diễn ra tại Đà Nẵng là sự kiện phát triển đường bay duy nhất dành riêng cho khu vực, đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục và tái thiết các dịch vụ hàng không trên thế giới. Đà Nẵng có tiềm năng trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, là trung tâm kinh tế, đổi mới, vận tải, tài chính và văn hóa trong thập kỷ tới. Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á với 19 hoạt động chính và phụ trợ, theo đó công ty Informay Rotis chủ trì 3 hoạt động chính và Đà Nẵng chủ trì 16 hoạt động. Mới đây, tại buổi họp ra soát công tác triển khai sự kiện này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn yêu cầu các đơn vị, sở ngành tiếp tục ra soát phân công cụ thể nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với công ty Informay Rotis, cập nhật thông tin và các đơn vị tham gia, đảm bảo tiến độ triển khai những chương trình triển lãm kết nối kinh doanh, cũng như tổ chức diễn đàn Đà Nẵng điểm đến tiềm năng châu Á. Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã tổ chức đón và làm việc với đoàn tiền trạm của công ty Informay Rotis, trong đó tập trung khảo sát sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm hội chợ triển lãm thành phố và các cơ sở lưu trú chính thức của sự kiện. Tính đến nay, có 300 đại biểu từ 123 tổ chức đăng ký tham gia các hoạt động triển lãm về du lịch hàng không tại diễn đàn. Hiện nay thì công tác tổ chức diễn đàn phát triển các đường bay châu Á đã được thành phố Đà Nẵng cùng với lại các đối tác triển khai. Và theo thông tin tới thời điểm này thì cũng đã có gần 400 khách từ rất là nhiều các cái hãng hàng không, đặc biệt trong đó có các hãng hàng không lớn như là Emirates hoặc là Etihad, British Airways cũng đã đăng ký đại biểu tham dự. Với việc đẩy mạnh xúc tiến nối lại các đường bay quốc tế, đồng thời vừa xây dựng vừa làm mới các sản phẩm du lịch, đảm bảo chất lượng, nguồn nhân lực và hình ảnh các điểm đến an toàn, du lịch Đà Nẵng đã dần khởi sắc. Có nhiều chuyến bay quốc tế đến thành phố từ các thị trường trọng điểm, lượng khách tăng rõ rệt trong các dịp lễ Tết. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, có khoảng 600 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng, trong đó có 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan, Bangkok, Hàn Quốc. Từ những điều kiện thuận lợi như trên, tín hiệu tốt từ ngành du lịch và đặc biệt là việc Đà Nẵng đã từng đăng cai thành công tuần lễ cấp cao APEC 2017, thành phố sẵn sàng đăng cai Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 với công tác chuẩn bị tốt nhất, qua đó tạo điều kiện để Đà Nẵng kết nối chặt chẽ hơn với các hãng hàng không, đơn vị lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không,
xúc tiến mạnh mẽ hơn hình ảnh của điểm đến Đà Nẵng, thuận lợi mở các đường bay trực tiếp đến với thành phố, góp phần khôi phục du lịch và kinh tế xã hội thành phố sau 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19.